Xin chào mừng tất cả các cô bác anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh cụ Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. À. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới hôm nay sẽ review một căn trọ thuộc khu L Mỹ Phúc Ba Bến Cát Bình Dương để cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn những ai mong muốn mua trọ thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là cái căn trọ mà em muốn giới thiệu cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn. Những căn trọ này có diện tích là ngang 5 dài 30, tổng là 150 m2, thổ cư 100% sổ sẵn. Thì chủ khóa, khóa cửa, khóa cửa phía đằng trước rồi. Thì bây giờ chúng ta đi phía đằng sau nha thì nhà này thì chủ thiết kế là gồm một căn nhà phía trước và bốn phòng trọ phía sau hiện tại là bốn phòng trọ phía sau thì đã cho thuê kín rồi còn lại là cái nhà phía đằng trước này thì chủ không cho thuê bởi vì là mong muốn để bán nha nên là không có cho thuê đây là cái căn nhà phía đằng trước thì nhà phía đằng trước thì chủ thiết kế là gồm có phòng khách đằng trước phía đằng trước đó chính là phòng khách đây chính là phòng bếp nha cả nhà bên trong phòng bếp đó là nhà vệ sinh và nhà vệ sinh bên trong nhà vệ sinh đó chính là phòng ngủ đây ạ, à, chính phòng ngủ bên trong à. có cửa sổ nên là nhìn rất là sáng em quay video mà không có bật điện em nhưng mà nhìn rất là sáng luôn nha cả nhà đây chính là nhà vệ sinh này. đây là cầu thang gác lửng đi lên trên gác lửng thì bây giờ chúng ta đi lên trên gác lửng nha gác lửng này gồm có phòng thờ này À, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Cái vị trí phòng thờ này rất là rộng luôn, chúng ta có thể đặt một cái bộ ghế sofa ở trên này. Rất là rộng, có cửa sổ, thoáng, rộng rãi. Thì bên trong này thì có một phòng ngủ này. Thì bên trong phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh luôn nên là rất là thuận tiện luôn. Đây phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng tắm thì có ở trên này luôn. Nên là căn nhà này rất là tiện lợi cả một gia đình ở một cái căn nhà phía đằng trước này là rất là rộng rãi và thoải mái luôn. vì thế là nếu mà chúng ta mua ở thì rất là hợp lý và căn nhà này nếu mà chúng ta không cho ở thì chúng ta có thể cho thuê là một tháng 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi phía đằng trước này nha. và tổng thu nhập nếu mà cho thuê nguyên một căn là 8 triệu rưỡi, đằng sau này bốn phòng trọ này thì đã cho tôi hết rồi mỗi một uh, mỗi một phòng thì giá cho thuê là một triệu hai nha thì bên này họ có căng cái màn cho nó mát ấy. Để nhìn phòng trọ mới xây thôi nhìn rất là sạch sẽ thoáng đằng sau này thì có một mét là lối đi thoát hiểm ạ à. đây vị trí một mét lối đi thoát hiểm đây nha cả nhà nó chính là một mét vị trí lối đi thoát hiểm và căn nhà trọ này thì cũng có hỗ trợ vay ngân hàng cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn những ai mà à, tài chính không đủ thì bên chủ cũng có hỗ trợ vay ngân hàng luôn à, vì thế là tất cả các cô bác anh chị và các bạn những ai mong muốn à, mua căn nhà trọ này thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo cái số điện thoại em ghi trên video hoặc là kết bạn zalo thì em sẽ gửi thông tin sổ sách để cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn mình xem nha thì cả nhà cũng thấy là nhà xây nhìn ốp gạch rất là cao Sạch sẽ, thoáng mát Đây là mặt tiền đường NL5 nha Cây xanh vị hè đầy đủ Cái này vị trí căn nhà trọ này nó gần với trường Đại học Việt Đức Rất là gần luôn Thông thoáng, sạch sẽ Nên là cô chú anh chị và các bạn quan tâm Thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé Rồi em xin kết thúc video ở đây Cảm ơn tất cả các cô bác anh chị và các bạn ạ à.